bắt thì bắt mấy cụ sinh viên làm cái gì? Các cụ có cụ nào gần trường đại học nông nghiệp không? Các bác có ai ra giải cứu em tiếp thị sữa ra rồi, chết dở. Các cụ có giải tán chốt. Hello các cụ. Sau trong vòng 2 phút đứng thì các bác ấy đã giải tán chốt rồi anh em ạ. À, đứng đúng đoạn cua. Thôi em chào các cụ nhá. Không không có điều gì hay vừa ấy vào cái các cụ giải tán rồi ạ. Thôi em chào các cụ, em xuống live đây. Hình như các cụ ấy đây, các cụ ấy vẫn có ý định để quay lại. Xuống live các cụ ạ.